Năm thần dược giúp mẹ đẻ không đau, con chui ra trong 15 phút. Các mẹ chuẩn bị vỡ chum hãy dùng năm thần dược để sinh đẻ không đau và con chui ra nhanh như cắt luôn nhé. 1. Uống nước tía tô khi bắt đầu chuyển dạ. Nước tía tô có tác dụng làm mềm tử cung nên tử cung được mở nhanh hơn, từ đó mà các mẹ không bị mất quá nhiều sức và mệt mỏi khi sinh con. Cách này khác hai cách trên vì chỉ uống khi các mẹ thấy hiện tượng bị chuyển dạ. Cách nấu nước tía tô. Rửa sạch lá tía tô, đun nước thật sôi rồi cho lá tía tô vào đun sôi trong khoảng 5 phút. Đun càng đặc thì càng tốt và đạt hiệu quả cao. Mẹ bầu uống khi cơn chuyển dạ bắt đầu. 2. Ăn rau lang vào 2 tuần cuối cùng của thai kỳ. Vào những tuần cuối cùng khi sắp vỡ chum, các mẹ bầu nên ăn các món ăn từ rau lang như rau lang luộc hoặc rau lang xào tỏi, vân vân mỗi ngày. Tử cung sẽ mềm ra nhiều, giúp mẹ vượt cạn dễ dàng. 3. Ăn cà tím vào tuần cuối cùng của thai kỳ. Vào tuần cuối cùng của thai kỳ, các mẹ nên ăn những món ăn được chế biến từ cà tím như cà tím bung thịt, cà tím xào, canh cà tím, vân vân. Kết hợp ăn rau lang và cà tím xen kẽ để công cuộc sinh nở diễn ra dễ dàng vì tử cung của mẹ co giãn đã rất tốt rồi. 4. Ăn dứa khi bắt đầu bước vào tuần 39 của thai kỳ. Trong dứa có chứa chất bromelain giúp tử cung mềm ra. Đây là loại thần dược tự nhiên thúc đẩy quá trình chuyển dạ và giảm sự đau đớn cho mẹ sắp sinh. Do đó các mẹ sắp sinh khi bắt đầu bước sang tuần thứ 39 được các bác sĩ khuyến khích và khuyên dùng các sản phẩm từ dứa như ăn dứa, uống nước ép dứa, các món ăn có dứa. Lưu ý nên ăn dứa khi đã được rửa sạch và gọt sạch vỏ cũng như mắt dứa trước khi sử dụng để tránh bị ngộ độc sẽ không tốt cho cả mẹ và con. Ăn với liều lượng vừa đủ để tránh không bị tiêu chảy. Mẹ bầu nào mắc bệnh đau dạ dày cũng không nên ăn dứa và trong 3 tháng đầu của thai kỳ cũng tuyệt đối không được ăn dứa. 5. Ăn chè vừng, mè đen vào tuần thứ 35 của thai kỳ. Chè vừng đen nấu cùng một sắn dây và một chút đường phèn rất tốt cho những mẹ bầu chuẩn bị vỡ chum vì trong vừng đen có chứa vitamin E, protein, vân vân, rất bổ cho máu, tiêu hóa tốt cũng như đẹp cả da lẫn tóc. Chỉ cần ăn 3 chén chè mè đen mỗi tuần là đủ khi bắt đầu bước sang tuần thứ 35 của giai đoạn chuẩn bị vỡ chum.